Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đã đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 3 trong chương trình Môn Tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Cổng trường mở ra. Bài đọc được mang tên Bài tập làm văn. Bài học của chúng mình sẽ gồm có 3 phần. Phần 1 là đọc, phần 2 trả lời câu hỏi và phần 3 củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ đến với phần 1 là phần đọc. Hôm nay, các bạn sẽ luyện đọc câu chuyện bài tập làm văn. Đây là một câu chuyện về quá trình làm bài tập làm văn của một bạn nhỏ. Hãy cùng chị đọc câu chuyện này để xem bạn ấy đã gặp những khó khăn gì với bài tập đó và bạn ấy đã giải quyết ra sao và cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra sau đó. Trước hết, chúng mình cần lưu ý về cách đọc. Hãy đọc thật to, rõ ràng, chú ý cách ngắt giọng ở những câu văn dài. Giọng kể chuyện, biết thay đổi ngữ điệu ở lời trích dẫn bài làm văn và lời nói trực tiếp của các nhân vật. Các bạn hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức, lắng nghe và đọc cùng chị nhé. Bài tập làm văn. Có lần, cô giáo cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà, mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng, mẹ bận, định gọi tôi giúp việc này, việc kia. Nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Tôi nhìn sang Lucia, thấy bạn ấy đang viết lia lịa. Thế là tôi bỗng nhớ, có lần tôi giặt thêm cả bít tất của mình. Bèn viết thêm, em còn giặt bít tất. Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Cuối cùng, tôi kết thúc bài văn của mình. Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả. Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi, cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé. Tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn. Tác giả Pivonarova. Các bạn thấy đoạn trích câu chuyện bài tập làm văn có hay không? Hãy nhớ nghe và luyện đọc lại thật nhiều nhé. Để giúp các bạn hiểu bài hơn, thì sau đây chị sẽ giải nghĩa một số từ khó có trong bài như sau. Khăn mùi xoa, đây là loại khăn mỏng, nhỏ, bỏ túi để lau mặt hay lau tay. Viết lia lịa, nghĩa là viết rất nhanh và liên tục. Ngắn ngủn, có nghĩa là rất ngắn, có ý chê. Đến với phần thứ hai, trả lời câu hỏi, chị sẽ cùng với các bạn trả lời 5 câu hỏi trong sách giáo khoa. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên như sau. Nhắc lại đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp. Sau khi đọc kỹ lại đoạn 1, chúng mình có thể trả lời như sau. Đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp là: em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung: vì sao cô Lia gặp khó khăn với đề văn này? A. Vì bạn ấy viết văn không tốt. B. Vì bạn ấy không nhớ những việc mình đã làm. C. Vì bạn ấy ít khi giúp mẹ. Đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm này chính là đáp án C. Vì bạn ấy ít khi giúp mẹ. Điều đó đã được thể hiện qua nội dung đoạn văn sau. Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà, mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bận, định gọi tôi giúp việc này, việc kia. Nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi 3. Để bài văn dài hơn, cô Lia đã làm gì? Đúng rồi, để bài văn dài hơn, cô Lia đã cố viết thêm cả những việc bạn ấy không làm, như giặt cả áo lót, áo sơ mi
và quần. Câu hỏi 4. Em hãy giải thích vì sao cô Lia vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà. Cô Lia vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà bởi vì bạn thấy mình cần phải thực hiện đúng những gì đã viết trong bài tập làm văn. Còn sau đây là câu hỏi cuối cùng. Em có nhận xét gì về cô Lia? Các bạn có suy nghĩ gì về bạn cô Lia nhỉ? Đối với chị thì cô Lia là một học sinh có ý thức học tập vì đã rất cố gắng để hoàn thành bài tập làm văn của mình. Trước khi làm bài tập làm văn, cô Lia là một bạn nhỏ chưa tự giác làm việc nhà giúp mẹ. Tuy nhiên, sau đó bạn đã nhận ra và thay đổi, biết giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Từ đó, ta có thể thấy cô Lia là một người biết giữ lời. Vậy là chị đã cùng với các bạn trả lời xong 5 câu hỏi. Nếu còn điều gì thắc mắc, các bạn có thể để lại ở phần bình luận, chị sẽ giúp đỡ các bạn nhé. Còn sau đây, chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng, chính là phần củng cố và dặn dò. Sau khi tìm hiểu xong bài đọc này, các bạn hãy nhớ phải luôn phụ giúp bố mẹ làm những công việc phù hợp với sức lực của bản thân và hãy nhớ rằng nói phải đi đôi với làm. Khi về nhà, cũng đừng quên tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị thật kỹ cho bài học tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!